Nhận định bóng đá Nam Phi với Morocco, 23 giờ ngày 1 tháng 7, bảng D CAN Cup 2019 đã cầm chắc tấm vé đi tiếp nên Morocco sẽ không cần bù sức trong trận đấu với Nam Phi. Họ hoàn toàn có thể đá cầm chừng để giữ sức. Thông tin trước trận, đội hình ra sân của hai đội, link trực tiếp ở phần mô tả video. Bảng D CAN 2019 được đánh giá là tử thần khi có sự xuất hiện của ba đội tuyển đáng chú ý là Maroc, Morocco, bờ biển Ngà và Nam Phi. Nhưng thực tế việc giải đấu lấy hai đội dẫn đầu mỗi bảng cộng thêm 4 trên 6 đội thứ ba có thành tích tốt khiến sự cạnh tranh không còn quá quyết liệt. Morocco với 6 điểm qua hai lượt trận đầu tiên đã chắc chắn có mặt ở vòng knockout. Bởi vậy, trận cầu ngày hôm nay có thể là cơ hội cho Nam Phi kiếm điểm. Morocco được đánh giá cao hơn là điều dễ hiểu, bởi trên bảng xếp hạng FIFA, Morocco đứng thứ 47 còn Nam Phi xếp tận thứ 72. Không những thế, Morocco còn sở hữu nhiều cá nhân nổi trội hơn so với Nam Phi. Có thể kể ra đó là Hakim Ziyech, Amrabat, El Handa hay Hakimi. Nhưng đội hình mạnh hơn, thứ hạng FIFA cao hơn không đảm bảo cho Morocco có chiến thắng trong ngày hôm nay. Họ đã có mặt ở vòng knockout và khả năng huấn luyện viên Renan sẽ cho các học trò đá cầm chừng để giữ sức. Hơn nữa thì trên khía cạnh tỷ lệ, nhà cái không đánh giá quá cao Morocco ở trận cầu ngày hôm nay. Kèo châu Á chỉ dừng lại ở mức Morocco chấp đồng banh, cột mốc không quá khả quan với Morocco bởi nên nhớ lần gần nhất đôi bên gặp nhau, Morocco còn chấp hòa. Thực tế ngoài việc đã chắc chắn đi tiếp, Morocco còn không nhận được sự ủng hộ từ lịch sử đối đầu. Cán cân khi đôi bên đụng độ là cân bằng khi mỗi đội có một chiến thắng ở 6 lần gặp nhau trước đây. Bởi thế, người viết tin rằng Morocco sẽ khó thắng trận này, nhưng kèo sáng hơn trong cuộc chiến ngày hôm nay phải là xỉu. Morocco như đã nói ở trên, đã có vé đi tiếp và họ chẳng cần bung sức. Hơn nữa, Morocco chơi rất chặt chẽ ở hai trận vừa qua, với Nam Phi cũng vậy, 4 trận gần nhất của họ chỉ có tổng cộng 2 lần lưới rung và không trận nào có quá 1 bàn.